Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách tra cái lỗi deficiency của tàu ở cái IndiaMo. Thì đầu tiên anh em mình vào chỗ tìm kiếm này, nhập IndiaMo này. Sau đó hiện ra một cái bảng như này thì anh em có thể chọn vào ngày đầu tiên này. IndiaMo Memorandum of Understanding of On-Spot State Control. Đấy, sau anh em mình chọn vào cái ba cái gạch ở chỗ menu này thì nó sẽ hiện ra một cái bảng của anh em như này. Thì anh em sẽ chọn vào cái phần Inspection Cert. Sau đó anh em chọn vào phần Deficiency Cert. Đấy. Sau đó nó sẽ hiện ra như này. Đấy. Anh em mình chọn vào cái phần Inspection Cert này. Rồi. Xong em kéo xuống bên dưới mình sẽ thấy From To. Đấy. Thì không cần thiết phải chọn. Đấy, anh em nhập vào cái phần Ship Data này, IMO Number này. Ví dụ như tàu tôi vừa đi này, Ocean SS. Đấy. Xong chỉ cần duy nhất một cái là được. Sau anh kéo, còn anh em thích điền thêm thì điền, không thì thôi kéo xuống đây và xác nhận để không phải người máy này mà này. X Y mà này, H này. Sau anh em ấn Submit này. Đấy, sau đây nó sẽ hiện ra một cái bảng ở bên dưới này. Anh em nhìn chưa? Đấy. IMO này, Ship này. Đấy. Việt Nam này. Thời gian này. Kiểm tra là Myanmar này, Search Auto Myanmar này. Đấy. Thì anh em mình chọn vào cái phần IMO này. Đấy. Kích muốn ra màu tím này. Và sẽ hiện tiếp xuống bên dưới này. PSC Inspection Data in Detail này. Đấy. Em nhìn chưa? Đấy. Ví dụ như ở đây là hiện này. Đấy. Hiện thông số tàu này. Sau đó dưới cùng thì nó sẽ hiện đến các cái thông tin chi tiết như là authority là Myanmar này, Port Yangon này, deficiency tổng 5 này, đi tên không này. Đấy, anh em muốn xem mình là bị lỗi gì thì anh em ấn vào số 5 này, màu xanh này. Đấy, thì nó sẽ hiện lên trên đây 5 lỗi và đã được rectify 3 lỗi, còn 2 lỗi đang bị treo. Đấy. Thì gồm có lỗi số 1 và số 5 đấy. Thì đây là cách mà anh em tra cái tàu của mình đã được kiểm tra và treo lỗi hay là đã được rectify lỗi chưa ở trên cái hệ thống India Mo. Chúc anh em thành công.